Xin chào các bạn. Hôm nay tôi đã nhận được cái thông báo của chị đã từng bị nhập ở Sài Gòn. Chị có nói là chị gia đình nhà chị có việc bố chồng của chị bị xuất huyết dạ dày. Thực ra rất là đáng tiếc. Tôi không biết nói gì cả, tại vì là lại đúng thời điểm như này thì thực ra thì chúng ta nên tôn trọng chị. Đây chúng tôi cho các bạn xem cái tin nhắn của chị. Mời các bạn nào, mời các bạn qua đây. Đây ạ, tin nhắn của chị. Để tôi đọc cho các bạn. Dạ thầy, việc cơ quan con đã sắp xếp xong rồi, nhưng hiện tại bố chồng con đang ra Hiện tại chồng con đang ra Hà Nội, bố chồng con đang bị cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Đấy, xong rồi chị có nói là chị sẽ xem xét, sắp xếp xem như thế nào. Thì đến chiều chị có báo cho tôi, đây là lúc này là lúc sáng, 9 giờ 10 giờ sáng chị có gửi cái hình ảnh của bố chị đang bị như thế. Xuất huyết bao tử. Đây. Chị có nói là chiều thì chị nhắn tin cho tôi lúc 16 giờ đây này. Thầy ơi, hiện tại việc nhà con đang rối quá và con cũng cùng chồng cũng đang chưa có sự đồng thuận nên dịp này con không thể tham gia được. Thưa các bạn, đây là một cái mệnh tôi đã từng triệu vong linh liệt sĩ về nhập vào chị, nên tôi mong muốn chị đi cùng. Khi chị không đi thì tôi lại phải sắp xếp người thay thế. Và thưa các bạn, rất là tuyệt vời cho chúng ta đó là ở trong cái đảo Phú Quốc thì có một chị đã liên lạc với tôi từ rất lâu. Mời các bạn chúng ta cùng xem cái tin nhắn của chị. Chị này, các cái vong linh liệt sĩ của những cái người có gọi là có danh tiếng, những cái liệt sĩ có danh tiếng, và Võ Thị Sáu cũng đã từng nhập vào chị. Đây các bạn có thể đọc. Thầy ơi, thế hôm nào thầy đi Côn Đảo, thầy cho các liệt sĩ vượt ngục. Đây là rất dài, chị nhắn từ rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Từ 20 tháng 4. Nhưng bây giờ thì đây chị nhắn. Cái gì đây? Cách đây 10 năm con ngồi nhắm mắt lại, con thấy một mắt rất đẹp được nhìn thấy khoảng 3 lần. Đây là chị là người có năng lực tâm linh. Và bây giờ tôi sẽ đâu? Đây. Cách đây khoảng 8 năm con được Võ Thị Sáu gọi ra. Đến khi lễ cô con khóc ghê lắm. Xong một mình con chạy sang khu bên kia vào cửa bên tay phải. Có hồ. Có người nói vào tai con: dù mẹ xuống hồ bây giờ. Và con chạy lung tung ở những ngôi mộ xây to. Hôm sau con ra máy bay, con tự dưng tủ thân khóc và khóc nức lên. Đây là một mệnh có. Sau chuyến đó về con thấy lại báo con ra. Thì con hỏi thầy. Con thầy bảo là đó là chú Lê Hồng Phong gọi con nhưng không có điều kiện ra nữa. Thưa các bạn. Khi tôi làm việc tâm linh, tôi không phải là chỉ nói một mình, không phải là chỉ làm việc một mình. Như thế nó chỉ là độc thoại, tôi không làm điều đấy. Tôi biết mặc dù khi tôi nói ra thì mọi người vẫn tin, nhưng mà cái tính thuyết phục nó không cao. Cho nên tôi làm việc tâm linh nào đó cần cái tính minh họa là đều phải có sự minh họa. Và đối với việc triệu các vong linh liệt sĩ thì khi có cái mệnh dễ nhập thì tôi sẽ sắp xếp để tham gia công việc. Và chị ở Sài Gòn hôm nay đã cáo lỗi với chúng ta là không đi được. Cho nên tôi đã có người thay thế, đó là một chị căn số và cũng đã từng bị nhập rất nhiều ở Phú Quốc. Và tôi xin thông báo lộ trình của chúng ta là như thế này. Ngày kia cái vé ra Côn Đảo tôi hỏi, ngày hôm nay vợ tôi hỏi thì một tuần nữa mới có. Cho nên là tôi sắp xếp là đi ra Côn Đảo, đi ra Phú Quốc trước.
ra Phú Quốc trước, làm ở đảo Phú Quốc trước, tại vì cái nhà chị mà dễ cái mệnh dễ bị nhập này cũng ở Phú Quốc, thì chúng ta sẽ làm việc ở Phú Quốc trước, sau đó ở Phú Quốc chúng ta sẽ book vé ra Côn Đảo để làm ở Côn Đảo. Các bạn hiểu không ạ? Thì ngày mai ngày kia đi giờ nào thì tôi chưa cụ thể, tại vì vợ tôi chưa book được vé cụ thể, nhưng mà chắc chắn là ngày kia chúng ta sẽ xuất phát ra Phú Quốc, và từ Phú Quốc làm xong ở Phú Quốc chúng ta sẽ ra Côn Đảo, làm xong ở Côn Đảo thì chúng ta sẽ về. Các bạn hiểu chưa? Hôm nay tôi làm cái clip để thông báo cái lịch trình, lộ trình cho các bạn. Mời các bạn chúng ta cùng song hành, hãy làm những việc tốt đẹp nhất cho đất nước này, để cho đất nước đang chuyển mình, Chúng ta phải, chúng ta phải đi qua cái đáy để chúng ta đi lên, và chúng ta phải cố gắng thoát khỏi cái đáy để đất nước chuyển mình một cách tươi đẹp, phát triển một cách rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại.